Nói làm gì em vậy? Làm mấy cái này đâu phải là mua đâu con, về làm cho con đó. Con nó làm cái này làm chi vậy? Con trả thì cho má làm. Má là cứ có cái này ép buộc người ta. Ta lót người ta thích cái gì, ta làm cái đó chứ ép 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 gì trời. Tự nhiên má, ta đâu ra má có hình của con.